Hello xin chào tất cả mọi người mọi người nhé chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của đậu 98 8 gaming thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một một uh, cách đó là kiếm tiền mặt 100k tiền mặt uh, nhưng mà với một điều kiện là các bạn phải có thẻ ATM và chứng minh thư của cái ATM đấy uh, chỉ cần các bạn có thẻ là được nếu các bạn không có các bạn có thể lấy của bố mẹ các bạn các bạn có thể uh, lấy bố của bố mẹ các bạn các bạn làm cũng được bạn nào mà đủ um, trên 18 tuổi trở lên mà có thẻ đấy rồi các bạn vẫn có thể làm được bình thường nhé để lấy 100k nha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn và chi tiết cho mọi người kiếm cách 100 k cực kỳ là đơn giản luôn chỉ cần các bạn làm theo đúng theo hướng dẫn của mình là các bạn sẽ kiếm được nhá các bạn có thể lấy 100 k này các bạn có thể nạp thẻ vào game hay là các bạn mua thẻ điện thoại các thứ các bạn đều làm được nhá chỉ cần các bạn làm theo đúng như hướng dẫn của mình thôi đó thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị một chiếc điện thoại và android hay là ios đều được nhá ios hay iphone, iPhone tức là iphone hay là android đều được Đấy. Đấy, xong các bạn xong các bạn các bạn tải cái phần mềm đó là phần mềm ví VNPay. Đấy, các bạn đây. Ví VNPay này đấy, các bạn tải về. Các bạn tải ví VNPay về đấy, cái, nhớ bạn nhìn đúng cái 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 nhãn hiệu này nhá, cái nhãn hiệu này nhá. Rồi. Tải về được như này rồi các bạn bấm bắt đầu để chúng ta ấy nhá. sau khi chúng ta bấm bắt đầu thì nó sẽ trở về cái như này. Đấy, các bạn cứ bấm cái nút mũi tên sang thôi. Các bạn đăng ký tài khoản mới nhá quên mình nhầm, các bạn bấm vào đăng ký tài khoản mới. Đây, đó, thì nó sẽ hiện ra cái ví Pay như này. Quý khách vui lòng nhập số điện thoại để đăng ký. Thì các bạn nếu mà các bạn có thẻ ATM của các bạn đúng rồi thì các bạn nhập số điện thoại của bạn. Còn các bạn nào mà chưa có thẻ ATM mà các bạn muốn dùng thẻ của bố bạn hoặc là thẻ của mẹ bạn làm thì các bạn phải dùng số điện thoại của bố bố bạn hoặc mẹ bạn nhé Đó. Đây rồi các bạn nhập vào như của mình thì mình sẽ nhập số điện thoại vào rồi các bạn bấm tiếp tục nha. Sau khi các bạn bấm tiếp tục rồi thì nó sẽ hiện đến một cái chỗ như này, đó, đó là quý khách đăng ký tài khoản mới là quý khách vui lòng cung cấp thông tin để đăng ký ví VNPAY cho số điện thoại đây, số điện thoại của mình nhé. Các bạn bấm vào họ tên này, đấy, họ tên của ví dụ các bạn đăng ký và của bạn thì ghi của bạn, mà của bố bạn thì các bạn ghi của bạn, đấy. thì ghi của bố bạn nhé sau các bạn tiếp theo là các bạn nhập gmail, các bạn uh, nhập gmail này các bạn gặp gmail có thể bố bạn cũng được hoặc là của bạn cũng được nhưng mà nó phải trên 18 tuổi nhé để cho người ta gửi mã về. Các bạn nên nhập của bố bạn luôn thì cũng được bởi vì nếu mà bố mẹ bạn chơi google thì chắc là có gmail rồi. Đấy, các bạn nhập gmail. Sau đó các bạn nhập mật khẩu nhá Các bạn nhớ nhập mật khẩu đúng cái mật khẩu mà bạn phải nhớ để sau các bạn đăng nhập vào nhé. Đấy. Sau đó các bạn nhập lại mật khẩu. Các bạn nhập mã giới thiệu thì các bạn đọc là nhập số đây vào. Đấy, nhập mã giới thiệu vào. Rồi, các bạn đập bấm đôn nhá. Sau khi các bạn nhập xong mã giới thiệu à, và tất cả các thứ rồi, mật khẩu các thứ rồi, thì các bạn bấm vào chữ, thì các bạn bấm vào cái chữ tôi đã đọc hết và đồng ý với điều khoản sử dụng của ví VnPay rồi các bạn bấm đăng ký nha. Đấy, đấy, thì nó sẽ ra hiện ra mã OTP và OTP này sẽ gửi về số điện thoại của các bạn, sẽ gửi từ về điện thoại của các bạn rồi các bạn bấm mã bấm mã xác thực vào cho các bạn là được. Đấy, bấm mã xác thực vào đấy đấy sau khi các bạn xác thực xong mã bấm ok xong thì nó các bạn sẽ bật nhập mã pin mã pin này sẽ là mã sau khi các bạn sử dụng thanh toán các thứ ví dụ các bạn muốn mua thẻ điện thoại hay là muốn mua cái này cái kia hoặc là muốn mua thẻ game các thứ muốn thanh toán dịch vụ này thì các bạn phải bắt buộc phải có nhập mã pin này vào thì cái mã pin này các bạn cũng phải vẫn phải nhớ nha đó các bạn nhập mã pin rồi nhập lại mã pin là xong sau khi các bạn nhập xong cái mã pin rồi thì nó sẽ hiện ra cái bảng như này thì các bạn bấm vào chữ định danh và liên kết nh này này cái lk nh bên dưới này đấy các bạn bấm vào cái chỗ bên cạnh cái chữ bỏ qua này này đấy các bạn thấy không đó sau đó sẽ sau khi bạn bấm vào đấy là chuyển sang như thế này các bạn sẽ dùng căn cước hoặc chứng minh thư đấy rồi các bạn bấm vào cái căn cước bạn nào dùng căn cước căn cước hay dùng hộ chiếu thì dùng đấy các bạn, mình thì mình sẽ dùng căn cước và chứng minh thư đấy Đấy, sau khi đến đoạn xong rồi bạn bấm tiếp theo thì nó sẽ đến cái chỗ đảm bảo camera hoạt động các lưu ý này các bạn bấm đã hiểu nhá. đấy, đến lúc này các bạn sẽ chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh thư của bạn hoặc bố bạn hoặc mẹ bạn tức là cái cái chứng minh thư của cái thẻ ngân hàng mà các bạn sẽ đăng ký ấy, các bạn hiểu không? cái chứng minh thư của thẻ hoặc ngân hàng mà các bạn sẽ đăng ký rồi các bạn chụp ảnh mặt trước mặt sau. đấy, sau khi các bạn làm thành công sau nó sẽ hiện ra một cái như thế này thì các bạn nó sẽ bắt các bạn là quay mặt trước mặt sau các bạn bắt đầu chụp các bạn có thể bảo bảo ví dụ các bạn bảo bố mẹ bạn quay mặt sang trái sang phải cho bạn hoặc là bảo mẹ bạn xong rồi các bạn kiếm tiền về cho mẹ bạn đấy đấy quay sang trái này sang phải này đấy trước mặt đến lúc này thì nó sẽ ra thông tin toàn bộ giấy tờ của các bạn đấy nhá toàn bộ, thông tin giấy bộ bạn xem cái nào đúng thì các bạn giữ nguyên còn cái nào sai thì các bạn điền vào cái chỗ Đấy, ví dụ như cái nào mà người ta chưa điền đúng cho các bạn thì các bạn bấm vào cái chỗ nam nữ giới tính này các bạn có phải điền các thứ vào các bạn chỗ nào mà người ta chưa điền cho các bạn thì các bạn điền thủ tục cho đúng rồi nhé rồi các bạn bấm vào hoàn thành đấy hoàn thành đấy xong rồi các bạn đến chỗ này các bạn bấm vào liên kết ngân hàng nha lúc này các bạn bấm vào liên kết ngân hàng đấy. đấy đến chỗ này thì các bạn có thể liên kết bằng uh, thẻ ngân hàng hoặc là liên kết bằng tài khoản ngân hàng giữa hai cái này các bạn phải đảm bảo khác nhau nhé ví dụ bố mẹ các bạn dùng những cái thẻ bên trên này sacombank vietcombank viettinbank bbvbank tpbank và những, đấy, những cái thẻ ở bên trên này là những cái thẻ các bạn có thể vừa liên kết tài khoản và vừa có thể liên kết bằng thẻ ngân hàng đấy còn nếu như các mẹ nếu như các bạn không sử dụng những thẻ trên thì các bạn chỉ có thể liên kết bằng thẻ ngân hàng thôi tức là các bạn phải dùng số thẻ nhé còn những cái trên các bạn các cái trên những cái tài khoản bên trên các bạn cũng có thể liên kết bằng số thẻ được nhưng mà các bạn đấy có thể liên kết cả uh, tài khoản ngân hàng nữa, đó. thì bây giờ mình chọn uh, Vietinbank thì mình sẽ chọn Vietinbank. đấy đến chỗ này thì các bạn bấm đồng ý, bấm vào Vietinbank rồi bấm đồng ý. đấy nó sẽ ra như này. đấy, ra như này thì các bạn uh, ghi chữ được đến chỗ này thì ví dụ các bạn uh, nào mà chọn chỉ có liên kết thẻ không thì nó sẽ không hiện cái liên kết tài khoản đâu. còn nếu các bạn nào mà thuộc những cái thẻ ở mặt ở bên trên ấy thì nó sẽ liên kết cả nó sẽ hiện cả liên kết tài khoản và liên kết thẻ bạn thích lựa chọn cái nào thì lựa chọn còn mình thì mình lựa chọn liên kết tài khoản đó đấy sau các bạn nhập số tài khoản các bạn phải nhập số tài khoản lên cái số tài khoản này điền vào tên chủ thẻ là là tên của cái chủ tài khoản đấy, đấy. xong đến 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 chỗ dòng thứ hai là chọn loại giấy tờ thì các bạn có thể nếu các bạn đăng ký là chứng minh nhân dân thì các bạn chọn chứng minh nhân dân sau sau các bạn nhập số chứng minh nhân dân vào Đấy, còn bên dưới là các bạn nhập có bên dưới số điện thoại thì không cần nhập nữa bởi vì các nó đã lưu sẵn cho các bạn lúc bạn nhập ngoài kia rồi rồi sau khi các bạn nhập xong tất cả thì nó sẽ bắt các bạn bấm tiếp tục Đấy, thì các bạn bấm tiếp tục Đấy, sau khi nhập tiếp tục xong thì nó sẽ hiện ra mã OTP gửi về đến số điện thoại của các bạn các bạn chọn vào mã OTP nhập vào đấy rồi là các bạn liên là các bạn đã liên kết thành công rồi Đấy, là liên kết thì công. Đến sau khi các bạn nhập tiền xong nó sẽ hiện chữ nạp tiền ngay thì các bạn bấm vào nạp tiền ngay nhá. Trong tài khoản tức là trong thẻ của các của bố mẹ các bạn hoặc của bạn phải có 50.000 sẵn ở trong đấy rồi và dư ra độ 10.000 hoặc là 11.000 gì đó nhá, phải có dư ra 10.000. Sau các bạn chỉ cần nạp 10.000 vào thôi. Các bạn nạp 10.000 vào thôi, các bạn các bạn gõ 10.000 ra các bạn không cần phải bấm vào 100 nhá, các bạn bấm vào số số tiền nạp các bạn ghi 10.000 ra. Đấy. 10.000. Đấy. Đấy, thôi các bạn nạp tiền vào xong này, Đến, đến cái mã OTP này các bạn thấy không? Sau khi các bạn chọn 10.000 xong thì đến chỗ này nó là bắt nhập mã OTP gửi về số điện thoại của các bạn này, à các bạn nhập OTP vào, đó. đó. đến, đến khi bạn nhập cái này thì nó sẽ hiện ra thêm giao dịch à, là nạp 10.000 vào rồi, đấy. Sau khi các bạn nạp 10.000 vào rồi các bạn phải thực hiện giao dịch thì các bạn mới được tiền nhé. thì các bạn sẽ trở về thêm giao dịch này. Đấy, thì các bạn trở về trang chủ như này Sau khi trang chủ như này các bạn có thể mua mã thẻ. Các bạn có thể dùng là mua mã thẻ điện thoại 10.000 Mình sẽ mua cái mã thẻ 10.000 để thực hiện giao dịch nha Đây Mình sẽ bấm vào mua mã thẻ Và bấm vào cái mã 10.000 này Các bạn có thể mua của Viettel, Vina đều được Đấy Đấy Rồi mình bấm tiếp tục nha Đấy Vua Vita Phone xác nhận rồi, quý khách vui lòng nhập mã pin để cho giao dịch. Mã pin này các bạn vừa đây lập như nào các bạn phải nhớ nhá. Đấy. Đấy, sau khi nhập mã pin thì các bạn như này là xong rồi. Các bạn trở về trang chủ. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào quà của tôi. Đây, sau khi các bạn bấm vào quà của tôi xong thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Rồi, các bạn sẽ được 400.000 tiền ưu đãi giảm giá khi các bạn mua các thứ khác. Còn 100.000 tiền thật ý, tức là tiền mà 100k tiền mặt bên ngoài mà người ta giữ trong tài khoản của các bạn ấy, các bạn có thể mua tất cả các thứ ấy. Thì phải tầm độ 2 đến 3 ngày thì nó sẽ gửi về trong thẻ của các bạn nha. À, đến đây là các bạn đã làm xong rồi đấy.